kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, giới chức Nga cho biết các nhóm tấn công Nga đã phát hiện các vũ khí NATO bị bỏ lại khi họ tiến vào một nhà máy ở Avdiivka. Nhiều vũ khí trong số này do các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sản xuất. Ngoài ra, lực lượng Nga còn phát hiện các trạm điều khiển máy bay không người lái cùng với thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink tại khu vực này. Theo đài RT, giới chức Nga cho biết các nhóm tấn công Nga đã phát hiện các vũ khí NATO bị bỏ lại khi họ tiến vào nhà máy than cốc và hóa chất Avdiivka, cơ sở lớn nhất thuộc loại này ở châu Âu, tại khu vực Donetsk, đông Ukraine. Đoạn video cho thấy cảnh binh sĩ Nga đi bộ trong khuôn viên nhà máy hóa chất bị hư hại nặng. Họ đã tìm thấy hàng chục súng phóng lựu chống tăng, đạn dược, lựu đạn cầm tay, vũ khí tự động. Nhiều vũ khí trong số này do các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sản xuất. Ngoài ra, họ phát hiện các trạm điều khiển máy bay không người lái cùng với thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tất cả những thứ này đã bị binh sĩ Ukraine bỏ lại trong lúc họ chạy khỏi nhà máy trong sự hoảng loạn khi đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga. Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn nhà máy than cốc và hóa học rộng lớn từ thời Liên Xô ở Avdiivka. Nhà máy than cốc và hóa học Avdiivka là cơ sở lớn nhất về lĩnh vực này tại châu Âu. Ở diễn biến khác, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gần đây tuyên bố ông và những người trong nhóm gây quỹ của bản thân đã chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Kiev 1.000 máy bay không người lái UAV. Riêng UAV góc nhìn thứ nhất FPV đã là 900 chiếc, số còn lại là những loại UAV khác. Quỹ của tôi dự kiến mỗi tháng sẽ gửi các lô UAV trị giá $1 triệu ra tiền tuyến. Trang min.in.ua dẫn lời ông Poroshenko nói. Theo min.in.ua, cựu Tổng thống Poroshenko trong 2 năm qua đã nhiều lần quyên góp vũ khí hoặc mua khí tài quân sự cho quân đội Ukraine. Chỉ tính riêng trong tháng 10 năm 2022, vị chính trị gia này đã chuyển hàng chục xe thiết giáp mua từ Anh cho các lực lượng vũ trang Kiev. Ngoài ra, hồi tuần trước, Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel đã đưa ra sáng kiến do Praha dẫn đầu nhằm tìm nguồn cung ứng đạn dược từ các quốc gia khác để viện trợ khẩn cấp cho quân đội Ukraine. Theo ông, Cộng hòa Séc đã tìm được nguồn cung cấp 500.000 quả đạn 155mm và 300.000 quả đạn 122mm có thể được giao trong vài tuần nếu nguồn tài trợ được đảm bảo. Tuy nhiên, Tổng thống Pavel không tiết lộ thông tin về nguồn tài trợ, cũng như không nêu rõ giá trị của lô hàng này. Trong khi đó, truyền thông châu Âu đưa tin các quốc gia ở lục địa già đang tìm cách huy động 1,5 tỷ đô la Mỹ tài trợ khẩn cấp để cung cấp đạn dược cho Ukraine theo kế hoạch của Cộng hòa Séc. Còn hãng CBC của Canada trích dẫn các nguồn tin xác nhận Ottawa có thể đóng góp tới 30 triệu đô la Canada, khoảng 22,3 triệu đô la Mỹ. Nguồn cung cấp đạn dược đã trở thành vấn đề quan trọng đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong khi đó, Liên minh châu Âu-EU nhiều khả năng không đạt được mục tiêu gửi cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 3. Nga đã nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng chuyển vũ khí cho Ukraine, khẳng định chính sách viện trợ quân sự liên tục này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột. Moscow đã nhiều lần tuyên bố tất cả vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine đều là mục tiêu chính đáng để Nga phá hủy hoặc thu giữ. Cùng với đó, Đan Mạch cũng sẽ hỗ trợ những nỗ lực xây dựng và tăng cường các lực lượng không quân và phòng không, gồm phi đội máy bay chiến đấu F-16, an ninh trên biển, ra phá bom mìn, công nghệ máy bay không người lái, cũng như tiến trình phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, chính phủ Yemen đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng môi trường có thể xảy ra do cuộc tấn công của Houthi và một tàu chở hóa chất độc hại ở Biển Đỏ. Trong một tuyên bố, chính phủ Yemen đã chỉ đạo khẩn cấp thành lập một ủy ban để đối phó với khả năng hàng ngàn tấn phân bón và dầu từ con tàu Rubima mang cờ Belize thuộc sở hữu của Anh đã bị Houthi tấn công trên Biển Đỏ. Chính phủ Yemen đã ra lệnh cho ủy ban trên xây dựng kế hoạch khẩn cấp để giải quyết vấn đề này. Chính phủ nước này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp để nhanh chóng ngăn chặn các vật chất nguy hiểm rò rỉ và gây ra thảm họa sinh thái tiềm tàng. Quân đội Mỹ đã chứng thực vụ việc, cho biết trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng một vệt dầu loang dài 29 km bắt đầu xuất hiện từ con tàu bị hư hỏng, đồng thời cảnh báo các hóa chất trên tàu có thể tràn ra Biển Đỏ và làm trầm trọng thêm thảm họa môi trường. Tàu Rubima được điều hành bởi một công ty ở Liban, khởi hành từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đến Bulgaria. Theo các chuyên gia địa phương, khi con tàu bị nạn đang từ từ ngấm nước, chính phủ Yemen đã nỗ lực huy động lực lượng ứng phó khẩn cấp. Lực lượng Houthi đã liên tục tiến hành những cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab kể từ giữa tháng 11 năm 2023 để biểu thị tình đoàn kết với người Palestine sau khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát ở dải Gaza. Lực lượng Mỹ-Anh kể từ tháng 1 đã đáp trả bằng hàng chục cuộc không kích vào các cơ sở của Houthi, song không ngăn được lực lượng này tiến hành thêm các cuộc tấn công. Bên cạnh đó, việc các hãng vận tải container ồ ạt chuyển hướng né Biển Đỏ đã kéo theo giá cước vận tải tăng vọt thời gian qua, cùng với đó là tình trạng ùn tắc đang diễn ra tại nhiều bến cảng. Giá cước vận tải đã tăng 150% trong 45 ngày qua, sau khi nhiều nhà vận tải biển phải chuyển hướng tàu sang đường vòng qua mũi Hào Vọng ở Nam Cực châu Phi, kéo dài hành trình thêm 12 đến 15 ngày. Tờ Daily Mail Anh dẫn số liệu cho thấy giá vận chuyển container toàn cầu đã tăng hơn 300% trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024 do khủng hoảng ở Biển Đỏ. Việc nhiều hãng vận tải ngừng sử dụng tuyến vận tải thông thường từ châu Á đến châu Âu qua Biển Đỏ và kênh đảo Suez khiến mỗi chuyến đi giữa châu Á và Bắc Âu mất thêm từ 10 ngày đến 2 tuần, trong khi các tàu thường xuyên cập cảng không đúng lịch trình. Nhiều hãng tàu gặp khó khăn trong việc neo đậu tại một số cảng, gây tình trạng ùn tắc. Trong khi đó, việc chuyển hướng tuyến vận tải cũng gây ra tình trạng thiếu tàu. Các cảng trung tâm lớn cũng đang chịu thêm áp lực, với lượng hàng vào các cảng trung tâm ở châu Á và Địa Trung Hải tăng cao, đặc biệt là ở Singapore, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và các cảng xung quanh Albion, Gibraltar. Liên minh châu Âu EU vừa chính thức triển khai sứ mệnh hải quân mang tên Chiến dịch Aspides nhằm bảo vệ các tàu chở hàng ở Biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi. Trong khuôn khổ sứ mệnh này, các tàu chiến và hệ thống cảnh báo sớm trên không của châu Âu sẽ có mặt ở Biển Đỏ, Vịnh Aden và các vùng biển xung quanh. Trước đó, Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua kế hoạch cho phép quân đội nước này tham gia sứ mệnh hải quân trên Biển Đỏ của Liên minh châu Âu EU nhằm bảo vệ các tàu thương mại thường xuyên bị lực lượng Houthi tại Yemen tấn công trên tuyến hàng hải này. Đức ước tính chi phí triển khai lực lượng này là khoảng 56 triệu euro, 60,6 triệu đô la Mỹ. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Berlin, chậm nhất đến tháng 2 năm 2025, Đức sẽ triển khai 700 binh sĩ, cũng như trang thiết bị bao gồm cả tàu khu trục Hải quân Hessen tới Biển Đỏ, xem đây như một phần sứ mệnh của EU nhằm tạo ra lối đi an toàn cho các tàu thương mại đang bị đe dọa tấn công tại vùng biển này. Theo kế hoạch, tàu khu trục Hessen và thủy thủ đoàn 240 thành viên sẽ di chuyển từ Crete đến Biển Đỏ để cùng các thủy thủ Italy và Đan Mạch tham gia sứ mệnh Aspides do Hy Lạp dẫn đầu của EU vào cuối tháng 2 này. Ngày 23 tháng 2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố việc Israel mở rộng các khu định cư ở bờ Tây bị chiếm đóng không phù hợp với luật pháp quốc tế. Động thái này báo hiệu xu hướng quay trở lại chính sách lâu dài của Mỹ trong vấn đề Israel-Palestine, vốn bị đảo ngược dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Phát biểu họp báo trong chuyến thăm Buenos Aires ở Argentina, sau khi tham dự hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Rio de Janeiro, Brazil, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington thất vọng trước thông báo của Israel về kế hoạch xây dựng nhà ở mới tại khu bờ Tây, bởi bước đi này phản tác dụng đối với mục tiêu đạt được nền hòa bình lâu dài. Ông nêu rõ, kế hoạch của Israel cũng không phù hợp với luật pháp quốc tế. Chính quyền Mỹ kiên quyết phản đối việc mở rộng khu định cư khi nhận định động thái này chỉ làm suy yếu chứ không tăng cường an ninh của Israel. Các tuyên bố của chính quyền Mỹ được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Israel Bezalel Smotrich tiết lộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các thành viên khác trong nội các đã nhất trí thành lập Hội đồng Quy hoạch để phê duyệt dự án xây dựng khoảng 3.300 ngôi nhà tại các khu định cư sau vụ tấn công bằng súng của người Palestine ở bờ Tây hôm 22 tháng 2. Hầu hết những ngôi nhà này đều ở khu bờ Tây, phía đông Jerusalem, một số khác nằm ở phía nam thị trấn Bethlehem của Palestine. Palestine đã phản đối thông báo của Israel về kế hoạch trên, cho rằng bước đi này làm suy yếu cơ hội đạt được giải pháp hai nhà nước. Hầu hết các quốc gia coi những khu định cư vốn nằm rải rác ở nhiều khu vực chia cắt các cộng đồng người Palestine với nhau là vi phạm luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Israel tuyên bố có quyền thừa kế vùng đất này theo Kinh Thánh. Tuyên bố của ông Blinken, như đã nói ở trên, là khôi phục quan điểm từng được các đời Tổng thống Mỹ trước ông Trump duy trì. Năm 2019, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Mike Pompeo tuyên bố Mỹ không xem các khu định cư của người Israel ở bờ Tây là vi phạm luật pháp quốc tế. Trước đó, vào năm 1978, Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Jimmy Carter đưa ý kiến về các khu định cư người Israel ở bờ Tây rằng phần lãnh thổ do một bên chiếm đóng kiểm soát nhờ việc tham chiến không trở thành lãnh thổ có chủ quyền của bên đó. Bờ Tây được cộng đồng quốc tế công nhận là phần lãnh thổ của người Palestine và đang được chính quyền Palestine PA quản lý với nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, hàng chục năm qua, người Israel vẫn thường xuyên di cư đến vùng đất này, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân Palestine vốn đã sinh sống ở đây từ lâu. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 23 tháng 2 bình luận, sau khi thông báo kế hoạch về tương lai giải Gaza hậu xung đột đã được gửi cho nội các thảo luận, tài liệu tôn chỉ của Thủ tướng thể hiện đồng thuận phổ biến trong dư luận về các mục tiêu cuộc xung đột và kỳ vọng thay thế quyền lãnh đạo của Hamas tại Dải Gaza bằng mô hình dân sự. Bản kế hoạch này vẫn giữ điều kiện tiên quyết cho tương lai Dải Gaza là giải thể tổ chức Hamas cùng lực lượng Jihad Hồi giáo PIJ, đảm bảo toàn bộ con tin còn bị giam tại Dải Gaza được tự do. Thủ tướng Netanyahu muốn quân đội Israel IDF tiếp tục giữ quyền tự do vô hạn để hoạt động trên khắp Dải Gaza. Ông đặt ra điều kiện này với kỳ vọng chặn đứng nguy cơ an ninh khác có thể trỗi dậy. Ông cũng nêu tầm nhìn Israel duy trì kiểm soát an ninh trên toàn bộ vùng đất phía Tây Jordani, gồm cả đất liền, vùng biển và vùng trời, nhằm ngăn chặn mối đe dọa ở cả khu vực bờ Tây và Dải Gaza. Israel muốn thành lập chính quyền dân sự tại khu vực, được điều hành bởi quan chức địa phương có kinh nghiệm quản trị hành chính và không được liên kết với những nước hay thực thể có lập trường tấn công Israel. Ông Netanyahu cho rằng Dải Gaza cần được phi quân sự hóa toàn diện để duy trì trật tự. Ngoài ra, Israel muốn phối hợp với Ai Cập tăng cường kiểm soát biên giới Ai Cập Gaza, ngăn các nhóm vũ trang hoạt động và cấm buôn lậu. Tel Aviv phản đối mọi nỗ lực đơn phương thừa nhận chính quyền Palestine, cho rằng vấn đề Palestine chỉ có thể được giải quyết qua đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine. Tuy nhiên, kế hoạch của ông Netanyahu không đề cập cụ thể tổ chức chính trị nào đại diện cho Palestine trong viễn cảnh đàm phán. Chính quyền Palestine PA ở bờ Tây do Tổng thống Mahmoud Abbas đứng đầu đã lập tức bác bỏ đề xuất từ Thủ tướng Netanyahu. Phản ứng trước kế hoạch Gaza thời hậu chiến của Thủ tướng Israel, ông Nabin Abu Rudene, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố các kế hoạch được ông Netanyahu đề xuất nhằm duy trì ách chiếm đóng của Israel đối với các vùng lãnh thổ của người Palestine và ngăn chặn tiến trình thành lập nhà nước Palestine. Gaza sẽ chỉ là một phần của nhà nước Palestine độc lập với Jerusalem là thủ đô. Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh ngày 23 tháng 2 đánh giá thông báo gần đây của Israel về kế hoạch xây dựng hơn 3.000 đơn vị nhà ở tại bờ Tây là thách thức đối với cộng đồng quốc tế và trở ngại trong quá trình thành lập nhà nước Palestine độc lập. Ông Shtayyeh bày tỏ quan ngại về những bước đi mới của Israel ở bờ Tây, trùng với thời điểm các phiên điều trần đang diễn ra tại Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc ICJ về những hậu quả pháp lý phát sinh từ việc Israel chiếm đóng Palestine. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 23 tháng 2, chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố việc Israel mở rộng các khu định cư ở bờ Tây bị chiếm đóng không phù hợp với luật pháp quốc tế. Động thái này báo hiệu xu hướng quay trở lại chính sách lâu dài của Mỹ trong vấn đề Israel-Palestine, vốn bị đảo ngược dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. Phát biểu họp báo trong chuyến thăm Buenos Aires, Argentina, sau khi tham dự hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Rio de Janeiro, Brazil, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington thất vọng trước thông báo của Israel về kế hoạch xây dựng nhà ở mới tại khu bờ Tây, bởi vì bước đi này phản tác dụng đối với mục tiêu đạt được nền hòa bình lâu dài. Trong khi đó, điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cũng nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Biden chỉ đơn giản tái khẳng định kết luận cơ bản về vấn đề nêu trên. Các tuyên bố của Washington được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich tiết lộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các thành viên khác trong nội các đã nhất trí thành lập Hội đồng Quy hoạch để phê duyệt dự án xây dựng khoảng 3.300 ngôi nhà tại các khu định cư sau vụ tấn công bằng súng của người Palestine ở bờ Tây hôm 22 tháng 2. Hầu hết những ngôi nhà này đều ở khu bờ Tây, phía đông Jerusalem, cùng với các ngôi nhà khác ở phía nam thị trấn Bethlehem của Palestine. Nhiều quốc gia coi những khu định cư vốn nằm rải rác ở nhiều khu vực chia cắt các cộng đồng người Palestine với nhau là vi phạm luật pháp quốc tế, trong khi đó Israel tuyên bố có quyền thừa kế vùng đất này theo Kinh Thánh.